xin được gửi lời cảm ơn đến anh Hiền, là một người ở Hà Nội, nhưng mà khi thấy miền đất miền Trung, một dải miền Trung như vậy, anh Hiền đã đứng ra làm những cái việc này. Bản thân em thay cho đồng bào miền Trung cảm ơn anh với một lòng, một tấm lòng thực sự là chân thành, không biết nói gì hơn. Tất cả các anh em đây, nhiều người chúng ta đã từng đi chiến đấu ở và cũng nằm lại ở đất miền Trung rất nhiều. Những cái nơi đó như thế này, các anh làm được những việc này, em thực sự là rất là cảm ơn. Thay mặt cho người miền Trung cảm ơn tất cả các anh từ miền Bắc cho đến miền Nam, đầu mũi Cà Mau cho đến địa đầu Móng Cái, thực sự là một cái tấm lòng tuyệt vời. Nhưng ở đây em cũng muốn nói là em rất là bức xúc ở trong cái vấn đề của việc phần của anh Long. Còn của chị Phương thì em không thể không nói được rồi, tất cả chúng ta ai cũng đã biết rồi. Nhưng em có một cái thắc mắc là như thế này, em chỉ nghe người ngoài nói thôi, không biết rằng là có người ta nói là anh Long đã phát 160 triệu cho hội người mù ở tại quê anh Long. Không biết cái đó là thực hư thế nào, đề nghị anh Long phải giải quyết được, giải thích được cho mọi người hiểu trong cái vấn đề đó. Và cái tiền này có thực sự, cái nơi đó có thực sự là bạo lực hay không, hay là vì một cái gì đó, thì những cái phần của anh Long phải giải thích được cho anh chị em, vì hiện nay đang online, cho nên là mọi người để thấu hiểu và biết được cái trân trọng được những cái tình cảm của các anh các chị bỏ công bỏ sức bỏ những cái thời gian tỷ bảo ra để làm vì dân, vì nước, vì tất cả những cái tình yêu thương đó. Thì để gói tròn lại, chúng ta đừng có ai thắc mắc nhau và luôn luôn hướng về đất nước những cái gì mà chúng ta mong muốn nhất. Cùng nói như anh nói, bản thân tôi thực sự là một người em rất là nhỏ ở đây, nhưng em luôn luôn làm những cái điều thiện, và những cái gì em làm em không bao giờ nói cho ai biết. Thì miền Tăng, em chỉ nói với anh một việc như thế này, sau khi em cũng rất muốn rằng là cái tiền bào lụt miền Trung của bọn anh cắt ra cho một gia đình khoảng 5 triệu thôi, nhưng em không biết nói với ai cả. Khi các anh đoàn các anh đi rồi thì bọn em phải từ từ, một là gia đình Xuân Thủy, hai là gia đình em, ba là gia đình nhà anh Liêm, và bốn là gia đình chị Tuyết, hội trưởng hội nghề phụ nữ nghề em ấy. Bọn em góp thêm để cho đủ 5 triệu vào cho một cái em bé ở một cái trường của huyện Nghi Xuân, cái trường đám trường hội, cái đó cũng có ở trong huyện nhà nhá. Nhưng thực ra em muốn nói với anh ở đây, nhấn mạnh không phải là vấn đề đó, mà nhấn mạnh là tất cả những việc anh làm, tất cả mọi người đều hiểu hết, nhất là trong trái tim anh tự biết mình làm cái gì, và anh cố gắng giải thích cho mọi người biết cái tiền đó nó về đâu và như thế nào. Quan trọng ở chỗ ở đây á, là anh phải làm như thế nào để đừng đánh giá, mọi người đánh giá về anh Hiền sai. Em muốn nói vì anh Hiền làm rất nhiều vì miền Trung, mà người miền Trung đã nể anh Hiền sát đất rồi, bây giờ làm một cái việc gì đó mà người ta coi thường chỉ vì một cái việc nhỏ mà tạo nên những cái bức xúc trong cộng đồng, thì điều đó là anh nên suy nghĩ lại. Cảm ơn. Bây giờ thì ngay cái bức xúc là mình cũng phải giải thích cho bà con hiểu, thì tôi hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà thế này này, nên hiểu là lù lù là nó sẽ về miền Trung, mà 160 người mù là sống trong vùng lù lù, sống trong vùng lù lù, và những người đó là đều bị hoàn cảnh rất khó. Mà cái này là do họ tham khảo qua ý kiến của Mặt trận Tổ quốc huyện Lệ Thủy, họ bảo là cái vùng đó, thì những cái chỗ đó anh nên đến giúp. Thì tôi được sự chỉ đạo trên của huyện Lệ Thủy, mà chúng tôi đã về tận những nhà có những bà 92 tuổi nuôi hai người mù trong lũ lụt, mà chúng trong lũ lụt là những người chúng ta đã gặp khó khăn mắt mờ, đã khó rồi, đã thấy hoàn cảnh rồi, mà đến người mù trong lũ thì mình nghĩ thế nào? Có những người hỏi nhưng mà phải suy nghĩ một chút, là trong ví dụ như những người mù ở tỉnh khác, ở ngoài Bắc chẳng hạn, thì đó là mình làm sao? Thế những cái người mù này họ rất khổ, mà tôi về tôi thấy tận mắt tôi đi đến những, có những cái nhà mà họ không để nhận được tiền nữa. Và sau đó tôi cử chị Hoa là còn một số nhà không để nhận được tiền, chị Hoa phải là đi làm việc, và có giấy chết, có quay quay này, họ không đi được nữa. Có nhiều người họ đi nói em phải đi taxi để đây hết 360 mà em nhận được 1 triệu, thế em mới nhận được, bởi vì họ phải có một cái phiếu viên viên nhân, mà họ không có ai đưa đi, gọi đi taxi đi để họ kể như vậy. Thì mình thấy là một tháng em mù không làm được gì cả, nhà nước cho 270, bây giờ là cần những cái trang, những cái đó. Mình cũng có người kể, mà thậm chí
trong đoàn ngũ đó họ kể là người Hàn Quốc sau khi lũ lụt họ đến họ hứa cho hội người mù Quảng Bình xây một cái nhà câu lạc bộ cho người mù ở đó nữa. Đó là những người mà không phải là người tôi cũng nghe được những cái thông tin như vậy. Thì sau khi mà huyền mặt trận tổ quốc huyền quyết định, tôi thấy thấy cái đó là được. Và tôi đi lên đây đấy đi cũng những người rất nghèo, giống như đi trên tỉnh là ho thì làm mà nó cách Quảng Bình, cách trung tâm Quảng Bình nó quá xa, tôi vẫn đi. Và thậm chí tôi kể thêm một cái chi tiết này, có những ông 70 tuổi trong đó đi 3 ngày không lấy xăng, không lấy tiền công, họ vẫn đi, người trong nước họ vẫn làm như vậy, cả một đoàn đi theo ai cũng vậy. Đó là cái mà tôi thấy là rất xúc động với những người đó. Thì tôi cũng qua đây cũng nhân tiền tôi báo cáo lại cái chuyện về người mù như vậy, một cái thiếu sót thực sự là trên cái bài báo Quỳnh Thắng lúc viết là không ghi là những người mù trong lũ lụt, mà ghi những người mù thì người ta cũng chẳng tại sao người mù mà mới được phải lũ lụt đâu. Nhưng mà thực chất cái anh và kỳ ở đây qua đây cũng hiểu là đây là những người mù ở Lệ Thủy trong lũ lụt. Tôi xin hết. Anh xin là gọi chuyện không? Mark, cái nhà. Mình sẽ hỏi thêm Long thêm tí nữa cho rõ thêm nữa, tức là cái đúng là cái chị Hoa, chị Hoa đúng không? Chị Hoa. Dạ. Bây giờ con nói rất đúng cái ý mà mọi người cũng đang bức xúc thắc mắc. Thế mình sẽ hỏi rõ thêm như Long nói, mình sẽ hỏi rõ thêm đấy, tức là cái số tiền 160 triệu đó là phát tại cái trường hay là cái câu lạc bộ hay là cái gì đấy, hay là để mang tận nhà? Không, đấy thì hay là như nào đấy, mình cái điều đó là phát cho người mù tại câu lạc bộ của người mù mà, họ tập trung đến mà họ nhận tận tay, họ nhận tận tay và tất cả những người mù đó đều là nằm ở trong vùng lũ lụt 100% là trong vùng mà rất khó khăn trong lũ lụt. Nếu mà vấn đề đấy nó rõ, nếu mà là như thế thì vấn đề đó là rõ rồi đúng không? Cái những người mù đó đều là những người bị nằm trong vùng lũ lụt mà họ đều hoàn cảnh khó khăn. Từ Quảng Trị ra đến Tân Vinh là cái vùng bị thiệt hại lũ lụt nhiều nhất, thấy không? Mà lũ lụt đó đến nó không trừ một người nghèo và một người giàu, thì tất cả những người ở trong cái vùng đó đều ảnh hưởng lũ lụt. Nhưng mà tôi cảm thấy thâm tâm tôi nghĩ nếu như tôi về và tôi đi phát vào một cái xã bình thường á, thì là không, nhưng mà đấy một người nghèo khó khăn nhất trong lũ lụt đó, ý tôi muốn làm cái đó lên tận trên trường, trên dân hóa là những cái chỗ mà người trong lũ lụt là sỏi cả trường đi, tôi cũng quay vào đó. Cái quảng hóa nó sạt tận trên Hà Tĩnh nó cũng rất khó đi đến tận đến có tăng, tất cả mọi người phải biết cái chuyện trong lũ quay đó cũng rất tốt, cũng như là thông tin nó rất chính xác khi mình có như vậy đó, là tôi cũng thông báo cho mày. Tôi có thể kiểu một câu để bổ sung cho ý rồi Tâm ạ. Anh sao hình có nói không trực tiếp, xin lỗi anh. Tại vì anh nhận về Quảng Bình mà anh đem theo 40.000 euro đúng không? Thì đây 160 triệu là chỉ còn 40 triệu là cái 1 tỷ đi, thì còn lại 800 mấy ngàn thì anh nhưng mà anh phải nói sơ là ngoài chăm sóc cho người mù đó, những ai mà thực hiện mà gọi là thì nhờ con thì người ta hiểu hơn, tại vì này đây là cái sự hiểu lầm giữa khái niệm ta, một khái niệm người mù trong lũ lụt và một khái niệm là nạn nhân của lũ lụt. Bây giờ người mù là bị hai chuyện, anh vừa mù mà vừa nạn nhân của lũ lụt, thành ra đáng lý ra nhìn cho kỹ ra đó là đáng giúp hơn những người khác. Nếu mà làm rõ được cái khái niệm đây, đây là cái người mà gọi là tiếng Đức gọi là đốt bèn về xe đi, đúng không? Đó. Nhưng mà bởi vì anh phải nói luôn cả những cái nạn nhân mà anh giúp ngoài 160 người này ra thì người ta hiểu hơn chứ. Tự nhiên bây giờ anh chỉ nói đó cho người ta xoáy quanh vấn đề đó vô thì anh sẽ bị... Thôi thì anh phải nói luôn như vậy. Hỏi để tôi mà thực chất thế này này. Tôi rất cảm ơn những người mà đã hỏi những cái câu đại diện cho những người đang băn khoăn. Thì mình nhân tiện thì mình trả lời để cho họ hiểu được các nhiệm vụ là cái tốt. Cái tốt để cho chúng ta tiếp tục làm những công việc này. Anh hỏi câu đó thì tôi cũng thấy thế này, với cái clip của chị Phương đi trước, thấy không? Tôi muốn làm khác đi một tí để cho còn đồng biệt là tôi muốn đưa cái, bởi vì trong tỉnh tôi sẽ hiểu chỗ nào nghèo và tôi sẽ đi, thì trong đó trong 140.000 này thì tôi đã mặt trận tổ quốc của tỉnh, thì tôi quyết định vào đồ dùng của Quảng Bình, tôi
là đã có cái hướng là 20.000 cho phía Bắc Quảng Bình, tức là những điều rất khó Quảng Bình, 20.000 vào phía Nam Quảng Bình, tức là Quảng Bình là chỉ đối với mà. Thì từ đó là 20.000 đó thì chị Hoa đã gặp liên hệ được lấy từ chính sách của tỉnh, liên hệ được với bí thư ngoài kia ngoài dân hóa này, quảng cao quảng này, rồi là gì ngư hóa này, trong này chính sách đã có hết. Và tất cả những người nhận qua nó là không phải toàn bộ đêm, mà những người hồ neo đơn khó khăn nhất trong những cái chính sách đó thì nhận được cái quà này. Trong vùng lụt. Trong vùng lụt lụt. Cái từ đấy là luôn luôn phải xóa, đúng không? Trong vùng lụt lụt. Và những người đó, hình thức và phát đây là những người đó có cái tờ giấy neo đơn, những hồ gia đình khó, cộng thêm một cái phiếu của trong cái phạt, hoặc để nó đưa phiếu thì bọn tôi mới đưa tiền. Và cái số phiếu đó tôi cũng như là qua cái đơn đơn cũng đưa lại. Và lên những cái vùng dân tộc, những cháu không có trường học, ông nói là gì, trường này sẽ sắp có nhiều cả cháu tạm ở nhà nghỉ, thì cũng quyết định là đưa vào trường học. Có những cái trường học mà tôi hết bàn ấy nó cũng được. Đấy, thì tất cả những cái danh sách hôm nay thì Hoa vừa mới sáng bị lạc đưa máy bay, coi như là bị trầm máy bay vừa mới sáng, nhưng mà vừa mới nhận cái tờ này thì tôi sẽ copy là gửi cho cả em. Tôi là đề nghị mọi người, cái vấn đề mà anh Long vừa giải thích ấy, thì trong cộng đồng có thật sự ra có khi còn hướng lại tôi nói tại vì như này, cái việc mà bà con đóng góp dù một đồng chúng ta cũng phải minh bạch. Trên bà con hỏi chúng ta vui khi bà con hỏi, chứ không phải là bà con kiểm tra, không phải là bà con khiển trách, mà bà con muốn là chúng ta phải báo cáo lại thì chúng ta có đưa đúng những người gặp khó khăn không. Nên người ta hỏi, người ta bức xúc là chuyện bình thường, không phải là người ta gây khó khăn, người ta khó chịu với mình. Và người ta hỏi thế để mình trả lời minh bạch, để cho người ta thoải mái, để lần sau người ta còn ủng hộ tiếp. Những người hỏi là những người người ta lần sau người ta còn muốn ủng hộ tiếp. Chứ nếu người ta không hỏi, người ta để trong bụng ấy, người ta bảo con này làm vậy, lần sau thôi không đóng góp nữa. Nhưng mà tôi ủng hộ những người đã phản biện, đã đặt ra câu hỏi. Tại vì tôi biết được những người mà đã đặt ra câu hỏi là những người có trách nhiệm. Có trách nhiệm và họ nghĩ rằng nếu mình minh bạch thì lần sau họ đóng ủng hộ tiếp. Còn nếu anh không trả lời minh bạch thì dứt khoát lần sau là người ta không ủng hộ tiếp. Riêng chỗ anh Long thì có một số người hỏi thì vừa xong là em hỏi rồi, anh Long đã trả lời, Quỳnh đã là anh nhà thơ Gia Quỳnh hỏi thì Long trả lời rồi. Thì tôi xin bổ sung một tí thế này. Cái chỗ ban tổ chức mình quyết định là bốn cái tỉnh miền Trung gặp khó khăn là do bốn hội đồng hương kết hợp với chị Phương để làm công tác từ thiện. Thì hôm chị Phương về rồi, thì hôm họp kết thúc lần cuối cùng ấy, tôi có nói với mọi người là thứ sáu này thì tôi sẽ bàn giao tài khoản cho mọi người để mọi người đem về tài trợ cho miền Trung. Thì tại vì có một cái người nhận làm việc đấy nhưng cuối cùng không làm. Thế chị Phương về rồi tôi không biết làm sao cả. Thì tôi với anh Dũng và anh Cảnh thì gọi điện cho đại diện các hội đoàn để lên bàn giao tiền. Thì hôm đấy là chúng tôi gọi cho anh Dũng quản trị, thì anh Dũng lên nhận tiền. Chúng tôi gọi cho anh Xuân ở Hà Tĩnh thì anh Xuân bảo thôi tôi cũng không biết làm cách nào cả, tôi không nhận, đề nghị ban tổ chức tự lo. Có anh Xuân ngồi đây cả anh Dũng này. Đấy, còn chỗ chị Phương thì là anh Cảnh chịu trách nhiệm liên hệ với chị Phương ở Nghệ An. Còn chỗ Quảng Bình thì tôi gọi cho anh Thành, đề nghị anh Thành nhận thì anh Thành không nhận. Thì thực sự ra tôi với anh Dũng là ông Long ông nói là ông đại sứ của ông đi Việt Nam họ cũng không muốn nhận cái việc làm này. Và cũng mấy cái đợt trước ấy, là mình họp ban tổ chức thì ông Long với ông Thành với ông Quỳnh cũng đứng lên nói là không ủng hộ chương trình này, cho nên ông Long cũng không muốn làm tiếp. Thế nhưng mà tôi với Dũng phải nói mãi anh Long là anh mới nhận cái nhiệm vụ này, thì đại sứ có đề nghị anh Long về Sài Gòn họp. Đấy, nên là thực sự ra xin giải thích với bà con cộng đồng là anh Long đã giải thích như thế là ủng hộ cho người mù trong đồng bào trong vùng bão lụt, thì cái ủng hộ này là vô cùng cần thiết. Nếu mà đúng
cái chỗ mù đấy là trong đồng, trong cái khu thì tôi nghĩ rằng những việc làm này bà con cộng đồng chúng ta cũng ủng hộ thôi, chứ cũng không, thực ra mà nói cái này cũng chẳng phải gì, cũng không phải là vì cái gì cả. Những người đi làm quyên góp, những người đi làm từ thiện, mục đích của họ là làm từ thiện chứ không có mục đích gì chỉ khác. Nhưng tôi vẫn đóng mở mặt là bà con cộng đồng hay bất cứ ai mà chưa thoải mái về cái chuyện này vẫn có quyền. Ban tổ chức, tất cả chúng ta ban tổ chức vẫn tồn tại và chúng ta vẫn chịu trách nhiệm tiếp. Sau buổi họp này chúng ta vẫn chịu trách nhiệm tiếp, trách nhiệm thu tiền và trách nhiệm đưa tiền đến người bị thiệt hại vì lụt bão, là chúng ta vẫn chịu trách nhiệm tiếp, chứ không phải hôm nay chúng ta họp xong là thôi. Bởi vì sau này nếu như mà bà con hay là bất cứ ai mà phát hiện ra một cái chuyện nào đó mà đưa không đúng người gặp khó khăn thực sự, ban tổ chức vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và tôi đã nói rồi, tức là tiền nếu mà không đúng đến người gặp khó khăn thực sự, với tư cách là trưởng ban tổ chức được mọi người bầu, tôi phải đảm bảo uy tín của tôi sẽ bỏ tiền ra bù vào cái chỗ tiền mà chi tiêu không hợp lý đó. Và khi anh Long sang thì tôi có nói anh Long là chú đưa tiền chỗ này có đúng hay không, nếu không đúng thì là anh là đại diện ban tổ chức, anh phải bỏ tiền ra anh bù. Thì Long có nói với tôi là nếu anh bỏ thì là anh không phải bỏ, bởi vì em chi đúng, nhưng nếu bà con bỏ không đúng thì là em bỏ. Đấy, thì đấy là nguyên văn như vậy, giải thích với bà con như vậy. Và chúng ta vẫn tiếp tục có thể, như là anh Hùng ạ, chúng ta là ban tổ chức, chúng ta vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về việc làm của chúng ta, chứ không phải hôm nay là sao. Vâng, tôi chỉ các ngồi. Vâng, kính thưa các anh chị, trong ban tổ chức, các anh chị phóng viên báo chí, thì tôi còn thành viên của ban tổ chức quyên góp, tôi phải được chứng kiến, tôi được nghe, và đặc biệt là trong buổi hôm nay đã có một cái ý kiến yêu cầu giải thích, thì với cái phương diện thật khách quan mà tôi nghe thấy là trong dư luận nói chung, trong đồng xuân, trong cái thời gian vừa rồi, thì cá nhân tôi chủ quan tôi nói thì 99% chúng ta đã thành công, cá nhân tôi phải, còn một phần đó là làm cái gì đâu đấy, nhưng mà nó chỉ là ngoại lệ, nhưng mà nó chỉ có tốt lên một cái là chỗ anh Long. Thì tôi ở đây là tôi phát biểu một ý kiến thật khách quan, không đứng trên vị trí của anh nào, và tôi trước hết tôi cũng thống nhất quan điểm như anh Hiền nói là chúng ta phải nhìn vào những cái tích cực để chúng ta phát biểu, sẵn sàng phê bình, góp ý để cho người làm. Thế nhưng mà trên tinh thần chúng ta xoáy vào trên những tinh thần, những cái cộng đồng chúng ta, anh các chị nói chung mà từng cá nhân đã làm được để chúng ta phát huy làm sau. Chứ còn nói bây giờ làm ra để truy vấn nhau, thế nhưng mà đúng trường hợp nguyên tắc như anh này nói là phải thật cụ thể, thì tôi đi vào cụ thể một cái, và dưới con mắt là tôi nhìn nhận đánh giá là chủ quan là gì. Nếu như dưới con mắt của tôi, nếu như tiền bây giờ ở đây tôi cho đây là ban tổ chức nói chung và hội Quảng Bình song song bên cạnh phải chịu trách nhiệm về cá nhân tôi nhìn, nếu như tiền bây giờ về thẳng Quảng Bình ngay sớm 2 ngày để đi đến tay của bà con thì nó sẽ khác đi. Đấy là cái nguyên nhân mà bà con vô cùng bức xúc, là tại sao Quảng Bình tiền phải buộc 2 ngày. Mà cái này nếu như hội Quảng Bình bây giờ thống nhất quan điểm là hội Quảng Bình kết hợp với đoàn công tác của ban tổ chức đã giao phó, đã giao nhiệm vụ, thì đi sau ngày lúc bây giờ về thì hoàn toàn khác. Nhưng chính ban chấp hành Quảng Bình hôm nay ở đây lại bác bỏ ý kiến đó và sau đó lại không chịu thực hiện cái chủ trương quan điểm quyết định của ban tổ chức, thì tôi cho đấy là cái nguyên nhân dẫn đến những cái bức xúc sau này. Thì bây giờ lúc đến giờ anh Long về, bây giờ như tôi biết anh Long về là anh về này không phải việc chính của anh về để đi làm việc, mà anh về dự hội nghị trong kia, anh dự hội nghị xong rồi trong kia về ngoài thì đoàn công tác không đợi nữa là phải đi rồi. Bây giờ thì vô tình vào vậy là anh Long lại ở đây. Tôi nghĩ rằng nếu như một người khác không phải là anh Long còn khác ở các huyện, trong đó có huyện Lệ Thủy, thì nó lại không có vấn đề gì. Và một cái nữa cũng đúng như là chỗ anh Thắng nói kia ra này, là
hội người mù làm trong vùng bão lụt nó khác như đây nói hội người mù của huyện gây cho một cái, tôi không dùng cái từ phản cảm, thế nhưng mà làm cái cho dư luận mọi người không ra thì theo ý kiến tôi nhìn thấy từ lễ ta xoáy vào, tôi đề nghị chỗ anh Long và chỗ chị Hoa ấy, những cái xuất kia ấy là đúng địa chỉ đúng nơi rồi, chỉ có 160 triệu này, 160 xuất này, bây giờ chúng ta lăn tăn là đúng người mù trong vùng lũ lụt hay người mù ngoài vùng lũ lụt, thì chỗ chị Hoa và anh Long bây giờ có nhiệm vụ phải báo về cái ủy ban mặt trận nào của huyện nào trong đó ấy, cung cấp 160 địa chỉ của 160 gia đình người mù này, có đúng người ta chúng ta sẽ trách lại thì chúng ta biết rõ được ngay. Nếu như người mù này này ở một ngoài Hà Nội người ta nhận cái vào thì làm sai, nhưng mà người ta ở trong đúng vùng lũ lụt thì đấy là một cái minh bạch được là người mù trong vùng lũ lụt thì như anh Sao Bình nói là họ còn tốt que khó khăn và phức tạp, thì đấy là những cái địa chỉ và những con người đáng thương và đáng được giúp đỡ, thì tôi nghĩ là cá nhân tôi đánh giá là như thế là không sai. Như thế là chúng ta đã, anh Long đã làm đúng với lại cái chủ trương là quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung, phải không ạ? Thế thì đấy là cái nguyên nhân và cái cách đến bây giờ là chúng ta làm để giải bày cho bà con ra được đấy, mà xoáy vào được đây là 160 địa chỉ, 160 gia đình có đúng là ở trong vùng lũ lụt đấy thôi. Cái đó là cái cho bà con ở đây giải tỏa ra được là có đây là bão lụt. Vâng ạ, xin trưởng ban tổ chức đây là một danh sách 160 người mù địa phương tự danh là ở đâu thì tôi sẽ hết ở đấy là mấy ý kiến. Cảm ơn anh Bình. Còn ai có ý kiến không ạ? Tôi thông báo cái này luôn. Tỉnh hội người mù Quảng Bình, huyện hội lệ thủy, danh sách hội viên hội người mù huyện nhận quà lũ lụt. Thì đây là trong đây có con dấu của mặt trận tổ quốc và có tên tuổi và cái địa chỉ của những người nhận. Đây là danh sách như anh Bình nói, thì cái này anh có thể là công khai không, cái này công khai báo chí rồi mà có tờ báo chí tất cả cái đó công bố báo chí được nếu các anh không vâng thưa mời chị đi vào. Em xin phát biểu thêm là như thế này, thay mặt cho tất cả những người thắc mắc, có những người ta không chọn đến đây để nói, người ta đứng ngoài để nói. Đó, cụ thể nhất là anh Hùng hồi phó hồi Nghệ An, anh nói như thế này, em nói một câu mà em cảm thấy đau lòng cho tất cả mỗi một người chúng ta, ai ngồi đây nghe được cũng đau lòng hết, chứ không phải chuyện gì em. Từ nay trở đi những việc gì mà liên quan đến anh Hiền làm tôi không đụng vào nữa và tôi cũng không tham gia nữa. Em thực sự rất là đau lòng cho câu nói đó. Em hỏi tại sao lại như vậy, anh trả lời là ông Long lợi dụng ông là em kết nghĩa của ông Hiền để làm những việc tôi không chấp nhận được. Em hỏi vậy là việc gì? Tất cả bà con ai cũng thắc mắc là anh Long làm cái việc này là hội người mù này đã có nhà nước lo rồi, không phải nằm trong lũ lụt. Vậy thì tại sao anh Long lại về cái chỗ của địa phương anh Long phát với một số tiền không những là 160 triệu mà còn một số khác nữa? Thì em cũng không biết rằng cái số đó, thực bản thân em chưa đến đất Quảng Bình, em cũng chưa biết nó là như thế nào hết cả. Em chỉ biết rằng là các anh về với lì cái tiền mà mình thu được không hề một ai là đụng chạm vào cái số tiền đó. Bản thân em nghĩ rằng là chúng ta phải làm cái việc gì để mà hôm nay rồi còn ngày mai nữa, giống như hôm nay bản thân em làm cái gì, lần đầu tiên em với con Thủy đi đến hang lơ 2 em vẫn nhớ mãi, đi đến phòng 214 họ cho đúng 4 euro em vẫn ghi đúng người giấy á, nhưng mà một đồng cùng quý. Khi mà đất nước bị như thế, cái tấm lòng của những người đi làm việc cộng đồng và những cái đồng tiền đó về được đến nơi, đó là một cái thành quả cực kỳ lớn đối với anh em chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải biết trân trọng và làm như thế nào để đồng tiền có mục đích và mỗi một người đóng góp tiền vào họ cảm thấy đồng tiền họ đi có ý nghĩa. Bản thân em nói ra một việc như thế này, hôm vừa rồi cách đây 2 ngày thôi, em đọc trên báo em thấy một cái học sinh đi học về ngất xỉu. Em chưa bao giờ kêu gọi mà em chỉ mời nói với tất cả các anh em, chúng ta hãy làm một việc gì đó cho học sinh
Vậy mà đã có đến 8 người xin em bảo là mỗi gia đình cho 50, đã lên đến 400 rồi, em chưa kêu gọi. Thì em nghĩ rằng chúng ta phải làm như thế nào, đồng tiền đó đi đến đâu, và phải giải thích tường tình tần cho anh em để hiểu. Và hơn nữa anh Long, anh phải đưa được cái clip rằng là cái 160 người mù đó, và cái số tiền anh Long phải 140.000 euro là anh phải giải thích được. Vì ở đây tất cả họ không thắc mắc ở ai mà chỉ mồi đánh vào anh Long. Nên anh Long phải làm thế nào mà giải thích được để cho anh chị em và tất cả mọi người hiểu rõ đúng sai nhất cái chỗ nào, để cho anh em được rằng là có cái niềm tin. Không phải niềm tin chỉ hôm nay mà niềm tin cho mai sau. Em chỉ xin rút lại một câu là có niềm tin là chúng ta có tất cả. Mất niềm tin chúng ta không còn cái gì trên đời này nữa. Dạ, em xin thay mặt cho máy ông Viết Đức và có một vài câu hỏi của anh Long. Em nói là câu hỏi thì cũng chưa đúng, bởi vì em nghĩ rằng là chị Hoa đã nói những cái chuyện hội người mù. Em biết rằng là không phải mỗi cá nhân em mà có rất là nhiều người họ rất là cảm động, và họ giúp người khi mà họ theo dõi từng cái đoàn. Đầu tiên là đoàn của chị Hương, sau đấy là đoàn của anh đi chào tận tay đến tận tay chị Phương. Toàn tay những cái bà con bị nạn. Thì có một cái câu hỏi thắc mắc nó được đưa ra trên Facebook là bản thân cái khẩu hiệu bọn anh đưa nó đã có vẻ như là không đúng lắm, có vẻ cục bộ. Hội bà con người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức, hội đồng hương của mình. Thật ra là cũng có nên chăng là đưa cái từ hội đồng hương của mình. Một cái thắc mắc nữa của bà con ấy là nên chăng anh là người Lệ Thủy, đúng là Lệ Thủy là một trong những cái rốn của vùng lũ Quảng Bình, nhưng nên chăng anh là người lại quá sốt sắng cho cái chuyện đưa về Lệ Thủy, mà nếu đây là một cái câu hỏi mà cũng có người ta đặt ra là hình như là trong ban tổ chức có một người đề nghị đi những cái vùng Minh Hóa, Quảng Trạch, có ở là những cái vùng mà anh kể lần thứ ba, còn nếu không thì anh Long sẽ chỉ tập trung vào 4 xã của Lệ Thủy. Còn cái đấy anh có thể giải thích là anh có thể không cần giải thích. Nhưng theo em ý, thì em chẳng là cái gì cả, em chỉ là một cái con tốt rất là bé nhỏ thôi. Nhưng bởi vì ai có cái quyền phát biểu ý kiến của mình, em có một cái ý kiến nho nhỏ là cái vụ tàu ngày xưa cũng là anh. Vụ là có hai vụ quyên góp cực lớn của cộng đồng từ trước đến giờ. Vụ cái tàu biển gọi là tàu hậu cần, và cái vụ thứ hai là cái vụ quyên góp này. Cảm động cực kỳ, bọn em cực kỳ là cảm động. Nhưng nó lại vướng vào cả anh cả hai vụ, nên chăng từ lần sau trở đi em nhường lại để cho những bà con khác người ta đứng lên đấy, để cho đỡ, tức là về anh em đỡ mang tiếng, và đối với cả bà con cũng đỡ ai thắc mắc cả. Em xin hết. Nói chung là